bí ẩn bộ hài cốt 1.300 năm tuổi sinh con trong quan tài và lý giải cho hiện tượng bí ẩn kỳ lạ này khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Một số phát hiện khảo cổ học quan trọng trong lịch sử loài người thậm chí còn gây ấn tượng hơn cả những câu chuyện có cốt truyện hấp dẫn. Các nhà khảo cổ học hiện nay vẫn phải đau đầu lý giải cho những hiện tượng kỳ lạ trên. Năm 2010, trong một cuộc khai quật ở thị trấn Imola, gần thành phố Bologna, phía bắc Italy, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ. Bộ hài cốt 1.300 năm tuổi của một người phụ nữ khoảng chừng 25 đến 35 tuổi có một lỗ hổng trên đỉnh hộp sọ. Các nhà khoa học lưu ý bộ xương thai nhi nằm ở một vị trí rất bất thường. Đầu và thân mình của đứa bé nằm giữa hai xương đùi người mẹ, trong khi đó xương chân vẫn nằm trong khoang chậu. Sau một thời gian nghiên cứu, họ nhận định người phụ nữ chết khi đang mang thai. Cô ấy đã sinh con sau khi đã chết và được chôn cất, hay còn gọi là hiện tượng sinh con trong quan tài hay đùn thai sau khi chết. Các nhà khảo cổ từ Đại học Ferrara và Đại học Bologna cố gắng khám phá bí ẩn về cái chết của hai mẹ con trong nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí World Neurosurgery số ra tháng 5 2018. Theo đó, các nhà nghiên cứu cho rằng hai bộ hài cốt đặc biệt này có thể là một ví dụ thời trung cổ của phương pháp phẫu thuật não nguyên thủy, gọi là khoan xương. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, đứa trẻ chắc chắn cũng đã chết trước khi nó được sinh ra trong quan tài. Bạn có biết những trường hợp sinh con sau khi qua đời đã từng xảy ra chưa? Hãy nêu ra quan điểm của bạn cho trùm tin bí ẩn biết với nha!